xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và cô Nhi A xin chào bốn bạn nhỏ. Các con cho cô Lan biết là lý do tại sao mà các con nhận lời tham gia chương trình này nè. Con nhận lời tham gia chương trình này là tại vì con muốn đi lên kiểu bốc phốt em con. Bốc phốt. Em còn nhiều phốt không? Dạ, nhiều nha. Nhiều ha, nhiều ha, sợ không? Dạ. Không sợ không hả? Sợ. Vậy mình có muốn bóc phốt chị chương trình này không? Dạ có. Bữa nay mà chị mà có cái gì ở nhà là mình mét hết cho con Ngọc Lan biết nha. Dạ. Con Ngọc Lan xử cho. Thấy, ok thấy, không? Thấy gia đạo bên kia hơi kỳ. Còn gia đạo bên đây sao con? Tính con tham gia chương trình để dạ. Với mục tiêu gì? Dạ thưa là hôm nay con tham gia chương trình này là cũng là để một phần lật mặt em gấu. Con muốn phơi bày một con người khác của em con. Lật mặt. Lật mặt. Có vẻ như con cảm thấy hơi hạnh phúc với sự bị lật mặt nha. Có không? Có sẵn sàng với cái việc mình bị lật mặt chưa? Hơi. Bữa nay có phụ huynh tụi con tự do tụi con nói luôn. Trời ơi, vậy là công nhận luôn á. Sướng luôn. Mình không sợ bị rầy luôn á Tính. À. Ngay tại lúc này, mẹ của hai anh em Bảo Tính và Minh Anh cùng mẹ của hai chị em Mỹ Duyên và Tiểu Quyên sẽ xuất hiện ở một không gian quen thuộc dành cho các bậc phụ huynh. Họ sẽ cùng tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A lắng nghe những chia sẻ, mong ước của các con dành cho anh chị em của mình. Và trước khi đến với chuyên mục Nhỏ To Cùng Con, mời quý vị khán giả hãy cùng xem một đoạn phim ngắn có liên quan đến chủ đề ngày hôm nay nhé. Mẹ! Mẹ! Cái gì vậy? Chuyện gì vậy? Chuyện gì con? Cái chuyện gì vậy? Con hay đập đồ của con á. Khang, chuyện gì vậy Khang? Hả? Không kêu em nữa hả? Tại sao lại như vậy? Con lỡ tay. Con lỡ tay? Con nít có được nó xạo không con? Con nít mà nó xạo là xấu nghe chưa? Con lỡ tay hay là con cố tình con đập bể của em hả? Khang, nói mà nghe. Con lỡ tay hay là cố tình? Say qua xin lỗi em cho ba. Nhanh! Xin lỗi. Khang! Anh à, con sao vậy? Không thương em hả? Hả? Con là anh hai đó, phải thương em, phải nhường em chứ. Con biết được lòng của mình không? Lì thiệt luôn á. Xây mặt vô trong đó cho ba, nhanh. Đứng im đó cho ba nghe chưa? Khi nào cảm thấy được lỗi của mình á, lúc đó mới được bước ra khỏi phòng. Mẹ ơi, hai dẹo con. Mẹ, anh hai dẹo con. Thu nè, thu nè. Con cảm ơn mẹ, nhưng con thích ăn đậu hũ. Mẹ ơi, bữa nay con được 10 điểm. Trời ơi, con có mẹ giỏi quá vậy. Đâu mẹ coi coi. Ôi, anh coi nè, con hình vẽ tranh đẹp ghê chưa. Trời ơi, wow, đẹp dữ ta. Con nè. Con đây hả? Giỏi con gái quá. Cơ mà giỏi quá à, được 10 điểm luôn. Đúng rồi, con là con gái con mặt đầm nè đúng không? Đây là một đoạn phim buồn, đúng không các con? Ở nhà có khi nào mà các con có những cái trường hợp này xảy ra không? Nhà cũng có. Cũng có đúng không? Cô Lan nghĩ là chắc chắn là cũng sẽ có thôi. Nhà con không bao giờ có. Không bao giờ hả? Mẹ, ba mẹ thương đều đều, chứ không có, không phân biệt với bạn nào hết.
con thấy vậy. Ừ. Rồi thế thì cô hỏi Bảo Tính nè, con thấy là em Khang ở trong cái đoạn phim ngắn đó cư xử như vậy là có đúng hay không? Theo con thấy là nếu như mà xét về độ tuổi của em Khang thì em Khang vẫn còn ở tuổi khá là nhỏ. Không phải là mình gọi là mình ghét người mới chọc, mà một phần mình quan tâm. Thế còn Mỹ Duyên thì sao? Con thấy thì bạn Khang này cũng ở cái độ tuổi khá là nhỏ, mình cũng chưa có nhận thức được mọi việc á, cứ cho là ba mẹ kiểu thiên vị em quá nhiều. Do được ba mẹ cưng chiều nên là đâm ra là cái gì cũng nói với ba mẹ, khiến cho kiểu ba mẹ hiểu lầm về cái bạn Khang ở trong đây. Còn con thì sao Tử Quyên, con có thấy là em Nhi giống con không? Giống chứ. Giống không? Giống. Giống. Ở, y chang luôn á. Y chang luôn. Gật giống nha. Không hả? Dạ không, có lúc thì có nhưng mà thấy chưa, có lúc thì có là có rồi đó, còn gì nữa. Có lúc nhưng mà chị cũng vậy nè. Chị là người giống nhẽo nha em. Có mà. Con khỉ. Tới giờ đó, tới giờ phốt rồi đó. Ok. Rồi bây giờ một cái cuộc tranh luận nó đang gay gắt quá mọi người ơi. Chúng ta sẽ tiếp tục cái câu chuyện tranh luận như thế này bằng những cái từ khóa nói về những cái điều mà không thích của anh chị dành cho tụi con. Chúng ta sẽ đến với bạn Mỹ Duyên trước. Hổn. Hổn. Ủa? Ủa gì vậy? Dạ. Đu bám mẹ. Rồi chị hai có thể chia sẻ về cảm xúc một cách chân thực nhất về những lần em hổn với chị hai nè. Những lần nó hổn với con thì ban đầu con cũng bất ngờ lắm, chứ vài lần con bảo với nó là đừng có nên như vậy nữa, kiểu không có nên xem chị ngang hàng với mình á, tại vì ở trong nhà nó đôi khi nó cũng không phải là hổn với một mình con, nên là con sợ nó cứ hổn hổn vậy hoài á, thì ra ngoài nó thành cái thói quen, xong rồi ra ngoài nó đối xử vậy người khác thì lại chết nữa. Thế thì những cái lần mà em hổn như vậy thì cái cách giải quyết của mẹ với ba con á là có làm cho con thoải mái chưa? Dạ, thường thường thì ba mẹ cũng không để tâm về cái vấn đề đó cho lắm. Con có mong muốn điều gì từ cái việc này không? Con mong muốn là ba mẹ sẽ nhìn nhận lại cái việc đó, xong rồi giải quyết làm sao cho em hiểu được cái vấn đề là mình đang hổn với cả người lớn, để cho nó có thể sửa lại những cái sai lầm đó của mình. Nếu còn việc đu bám mẹ thì sao? Kiểu cái gì cũng mẹ ơi mẹ ơi, chị như thế này với con, chị như thế kia với con, khiến con đôi khi con cảm thấy bực mình lắm chứ. Kiểu con không có nói lại được mẹ, hoặc là nó cảm thấy là nó nói không được con, cái nó chuyển qua nói với mẹ. Nói với mẹ xong mẹ nói rồi cái gì đó đó con không có nói lại được, nên là con tức, kiểu con thấy rất là ai nước luôn. Xong con sẽ ngồi vào bàn bật nhạc lên, xong cái con khóc và lặn vô toilet. Con đã từng khóc vì những cái điều này. Dạ. Ba mẹ có biết không? Dạ không, ba mẹ không biết. Cô Lan sực nhớ ra một cái hashtag đó là giận vô cớ của con. Con có thể kể một cái câu chuyện cụ thể hơn trong cái hashtag này của con không? Giận vô cớ của em, ví dụ là em nó đang xem điện thoại hoặc là nó làm cái gì đó, nhưng mà kiểu xem điện thoại lâu quá đi, xong cái ba kia là dẹp điện thoại đừng có chơi nữa, nhưng mà nói là kiểu nặng tiếng chút xíu, cái em dẹp điện thoại nhưng mà với một cái vẻ mặt không có vui. Xong xuống đó cái con chọc ghẹo em hay gì đó, nhưng mà con không biết là trước đó đã như vậy rồi. Cái nó quay qua kìa, đi làm gì vậy? Đi làm gì vậy? Xong nó dặn con đi làm. Có không? Tại sao con không nói với chị là em mới vừa bị la xong mà con lại nạt ngang chị luôn? Con rất là hay như vậy hả? Nhiều khi là chị đâu có biết là con mới bị la đâu, nên tâm trạng của con đang lúc đó đang tan chậm, cho nên là chị không biết, rồi chị ghẹo con nữa, đâm ra làm con bực mình. Nhưng mà mình phải phân biệt được chứ, đúng không? Ai làm cho mình buồn thì mình nói với người đó chứ, sao mà người này làm mình buồn mà mình lại trút vô người kia. Nhưng mà ba con chửi là chị con nghe. Chị con nghe, sao chị nói chị không nghe? Trời ơi, chị đang ở dưới, chị đeo tai nghe, chị nghe nhạc vậy. Ủa, không có. Không có. Có đúng không, chị nghe, chị đang nghe nhạc mà. Chị không có biết luôn. Chị đang bấm điện thoại mà. Thì bấm điện thoại để nghe nhạc. Không có. Đúng rồi. Đừng cãi nữa. Những lúc mà chị nói con vậy, con thấy sao? Chị cắt ngang con luôn đó. Con sao nói lại được. Chơi gì ai chơi lại. Phụ huynh có tin là có những bạn trẻ đút tai nghe nhưng không hề bật nhạc không? Đó là một cách trốn tránh. Đó là một cách trốn tránh rất rõ ràng, nhưng thực ra khi mở tai nghe ra không thì có âm thanh.
con muốn cách ly mình với khỏi thế giới, nhưng cái trăn trở của mình vẫn còn, cho nên vẫn muốn biết mọi người đang nói gì. Con vẫn muốn mẹ hiểu con. Thật ra thì cô Lan thấy ở đây là chỉ có cái sự việc là em hổn thì nó làm cho con buồn lòng nhất thôi. Bởi vì ba mẹ vẫn chưa có xử lý được cái việc này của em, đúng không? Thôi thì con đã nghe chị nói rồi, đúng không? Thì cô Lan nghĩ là con cũng sẽ có rút ra được những cái bài học cho mình cũng như là kinh nghiệm cho mình ha. Tại vì hổn đó là một cái việc mà nó cũng không có tốt đâu. Đến với hai anh em nào, Bo và Gấu, hồi hộp không? Dạ không. Con nghĩ là anh con sẽ bốc phốt con cái gì? Nhiều chuyện lắm cô. Ví dụ buôn chuyện. Sao vậy? Có chuyện trên trường Gấu về Gấu kể. Thì cái đó thì đôi khi mình thấy nó cũng tốt. Tại vì Gấu cũng chia sẻ với gia đình những cái chuyện như là đi học. Nhưng mà đôi khi là Gấu nói nhiều nên là mình cảm thấy hơi phiền. Với lại thứ hai là mỗi ngày Gấu đều nghĩ ra một cái món như đó để đòi mẹ đó. Cho nên là mỗi lần Gấu thích một cái gì đó là Gấu thường sẽ nói hoài nói hoài. Rồi còn ông nhỏ này thì sao? Nghiện điện thoại. Đây là điều con không thích ở anh hả? Dạ đúng. Tại vì anh con á, ảnh ngày nào ảnh ôm cái điện thoại nó không chơi con. Ảnh cứ không bao giờ chơi con. Nên anh không chơi với con buồn hả? Dạ. Nó, con có nói với anh về điều này chưa? Chưa. Thực ra thì nãy giờ hai mẹ có bất ngờ với tất cả những cái biểu hiện của các con khi mà kể về nhau ở dưới đó không? Lên chương trình á, hai chị em là có dặn nhau là chị dặn em không được bóc phốt chị nhiều nha, nó ít thôi nha. Thì con em thì đâu có tính cũng ngang lắm nha. Không, em về em phốt hết, em nói hết. Mình cũng có cảm giác y như vậy. Bất ngờ. Nghe tuyên bố là lên lật mặt. Cho nên nghĩ là chắc là sẽ là một cuộc chiến. Cô Lan sẽ mời các con hãy xem những cái tâm sự cũng như những cái chia sẻ của mẹ dành cho tụi con nha. Xin mời quý vị. Gun 100% sữa tươi, hỗ trợ cao lớn và đề kháng cho trẻ lớn khỏe mỗi ngày. Mọi người thì ai cũng nói là mẹ ưu tiên cho bạn Gấu nhiều hơn, mẹ thương bạn Gấu nhiều hơn. Tại vì hồi bé thì Gấu có một lần đi qua cửa tử rồi, cho nên là cái sự quan tâm nó không đồng đều giữa mấy anh em. Anh hai luôn nói là mẹ cái gì cũng dành cho em hết, cái gì cũng ưu tiên cho em hết. Nhiều khi anh Bo gào lên, mẹ con có thể đánh nó được không? Chị nói không được, con có thể xử em bằng cách nào cũng được, nhưng tuyệt đối con không được để cho nó khóc. Trong cái thời gian mà bé Gấu bị khủng hoảng á, thì ba mẹ có nói chuyện với anh Bo và nói cho anh Bo hiểu là em nó có một chút vấn đề về tâm lý, một cái sự rối loạn nhẹ nhẹ, nên là ba mẹ hy vọng con sẽ nhẹ nhàng với em hơn một chút, yêu thương em hơn một chút. Hiện tại thì mọi thứ có vẻ thay đổi được nhiều rồi, thì tình cảm anh em nó có thay đổi một xíu rồi. Mình hay nói là sống chung với lũ á. Anh Bo thương em chứ không phải là không thương đâu, nhưng mà tại vì em nó đôi khi nó quá 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 nên anh Bo mới như vậy thôi. Chứ còn nếu anh Bo kêu anh Bo nhịn, anh Bo vẫn nhịn được. Lúc nãy cô Lan nghe mẹ có chia sẻ rằng là một cái câu đó là phải sống chung với lũ. Có phải thực sự là con không thích em không? Trăm mà không thích em. Hôm nay con nói ra điều này con có sợ em buồn không? Dạ, con nghĩ là có thể em sẽ buồn. Nhưng mà mình phải nói cái sự thật thôi, tại vì có những cái mà những cái tính của Gấu mà mình thật sự không thích. Thật ra thì lúc nhỏ là con có một phần là phải là mình giận tại vì ba mẹ thương em nhiều hơn. Đó là lúc nhỏ mình chỉ là chưa có hiểu chuyện. Con cũng biết là bây giờ Gấu có những cái sau cái lúc khủng hoảng thì con biết là em nó bị như vậy thì đôi khi nó sẽ cần một cái sự là chăm sóc nhiều hơn. Con nghĩ là một cái phần cái tâm lý của em đó là lỗi của con, là lỗi rất lớn luôn. Con là một người anh rất là trưởng thành đó chứ. Và con đã nhìn nhận được rất là nhiều. Cái nhìn nhận của con ở đây đó là từ những cái mà sai lầm của con lúc bằng tuổi của Gấu. Và con nhìn thấy được điều đó cho nên là con thông cảm được cho em nhiều hơn. Dạ, tính tình của con thì cũng
dạng bình thường thôi. Có lúc thì con cũng hiền, có lúc tự nhiên con cọc tính, có lúc thì con cũng điềm tĩnh lắm. Rồi có lúc thì con cứ bị khùng khùng điên điên, tăng động quá trời luôn á chú. Anh hai của con á thì là người đầm tính, nhưng mà mỗi lần mà anh hai của con quậy á, là anh hai của con quậy tới bến luôn chú. Là kiểu hai người con với anh hai của con hợp là tại vì con với anh hai của con á là cũng lâu lâu kiểu tăng động á, nên là hai người chơi cũng chơi vui lắm, chùm mền rồi nhảy trên giường. Rồi có lúc á con với anh hai của con tắt đèn chuẩn bị đi ngủ rồi là mẹ của con qua phòng của ba mẹ để đóng cửa lại chuẩn bị ngủ. Cái lúc mà mẹ của con đóng cửa lại á, con với anh hai con bật đèn lên lại, hai người quấn mền nhảy xung đùng 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 luôn, cái mẹ qua nhắc nhở. Vậy thì con với anh hai con? Dạ không. Có những lúc nào con thấy anh hai con đáng ghét không? Khoảnh khắc đó. Dạ có. Có những lúc mà con thấy anh hai của con đáng ghét á, là tại vì á, là cái đồ ăn đó là con cũng thích ăn. Còn anh hai của con cũng dạng ăn được thì ăn, không ăn được thì thôi á. Nhưng mà lúc mà anh hai của con thấy con định lấy, cái anh hai của con gắp cái miếng đó luôn, gắp cái miếng đó ăn luôn. Mà lúc đó thì con cũng kiểu không có tức lắm, tại vì món đó cũng còn nên là con cũng không có tức lắm nè. Lúc đó tự nhiên con thấy anh hai của con đáng ghét lắm. Có bao giờ anh hai với con lấy lộn hay là có cái gì lớn lao không? Kiểu như là tranh cãi hay cái gì lớn quá không? Dạ không, tụi con kiểu cãi thì cãi có chút xíu à. Nhưng mà mấy cái vấn đề đó là mấy cái việc nhỏ, giống như là anh hai của con không được qua giường của con thì con cũng không có được qua giường anh hai con. Rồi những lúc mà con mèo nhà con á, nó vào phòng thì chỉ được cho nó vào, nó lên giường con thôi chứ không có được lên giường anh hai con. Tại vì giường của anh hai con á là kiểu dạng sạch á, với lại giường của con cũng vậy, nhưng mà anh hai của con không có thích lông mèo bay vô giường để sợ làm dơ á chú. Thường thường anh hai của con sẽ phản ứng giống như là những lúc mà con mèo lên á, anh hai của con lấy gói rồi lấy mền vậy nè, xong rồi á anh hai của con đẩy mèo xuống, hoặc là anh hai của con ẵm con mèo lên quăng qua giường của con, quăng qua giường xong rồi con mèo của con nó lại nhảy qua giường anh hai con tiếp. Lúc nào con mèo của con cũng nhảy qua nhảy lại, xong rồi một hồi nữa nó chóng mặt quá hay sao, nó nhảy xuống giường gầm giường của hai tụi con ngủ luôn. Câu chuyện mà con thích anh hai con á là con thích chơi với anh hai con, tại vì anh hai của con chơi những cái đồ chơi hoặc là trò chơi gì nó cũng rất là hợp với con. Những lúc mà con muốn chơi trốn tìm á thì anh hai của con sẽ chơi ở dưới quê hoặc là ở nhà, là hai tụi con sẽ núp xong rồi cho anh hai con hoặc là con đi tìm. Còn những lúc mà con không thích anh hai con á là những lúc mà anh hai của con tự nhiên đang vui vẻ, cái con lỡ đụng tay vô người anh hai con cái thôi, cái anh hai con cọc ngang luôn. Bây giờ con diễn thử đi. Bây giờ con đóng với anh hai con, bây giờ chú là con. Con diễn thử con nói lại của anh hai con. Dạ. Trời đất ơi, sao tự nhiên chọt vô người ta vậy trời? Không có biết gì hết hả? Tự nhiên chọt vô người ta, biết là nó nhột lắm không? Con nghĩ là trong gia đình á, mẹ, bây giờ mẹ hoặc là bố, ai sẽ là người lo lắng và quan tâm con? Nói chung là không phải ba mẹ đi chăm sóc đều nhau, nhưng mà thường thường là phải chú ý về việc chăm sóc con cái giữa hai anh em nhiều hơn, thì là ai?
Dạ, nếu như mà hơn thì con nghĩ là mẹ. Chị con nghĩ là nếu như đưa lên bàn cân thì mẹ sẽ thường thường là trong những cuộc cãi vã hay trong những cuộc mà tranh cãi phải giải quyết thì mẹ sẽ thường hay đứng với ai? Dạ, mẹ thì mẹ cũng có ý kiến riêng của mẹ, thì mẹ cũng có lúc nếu như mẹ con có một cái ý kiến nào đó mà nó hay hoặc là có thể làm ngay tại lúc đó thì mẹ con sẽ về phía con. Còn nếu như mà anh hai của con mẹ có một cái ý kiến nó hợp với lại thời điểm đó thì mẹ con sẽ qua bên anh hai con. Dạ. Vậy con bây giờ con tự bây giờ mình nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Dạ. Chúng nhắm mắt không phải. Bây giờ nếu như mà mình suy nghĩ trong đầu. Có bao giờ con thấy khóc? Con có bao giờ phải khóc hay con bao giờ con phải buồn hay có cái chuyện gì cảm thấy không vui trong gia đình không? Dạ không. Có nghĩa là gia đình con cực kỳ hạnh phúc. Dạ. Vậy có bao giờ có bây giờ ví dụ như mình dạ, con muốn thay đổi là mẹ của con sẽ nuôi thêm một con mèo nữa. Tại vì mẹ của con nói là nuôi một con mèo thì nó cũng đã mệt rồi, là cho nó ăn rồi cho nó uống thì cũng mệt rồi, với lại cũng tốn tiền lắm. Nhưng mà kiểu con lại thấy là con mèo nhà con á, nó ở một mình thì mỗi buổi tối thì nó cũng lăn ra nó ngủ thôi. Mà mẹ ở trong nhà của con cũng không có chuột mà chỉ có dán với thằng lằn thôi. Thì con muốn là mẹ của con sẽ nuôi thêm một con mèo nữa để con mèo nhà con nó có bạn để nó chơi, rồi hai con mèo nó chơi rồi nó cắn lộn, nó làm gì cũng được hết á. Rồi, bây giờ mình quay ngược cho ông anh. Dạ. Nếu như mình có cái đủ cái để mình thay đổi cái gì đó, được không? Thì con muốn thay đổi gì? Con muốn thay đổi là anh của con á, mỗi lần về con lỡ tay đụng vô người anh hai con hoặc là con cố tình đụng á, thì anh hai của con không có đẩy cái tay con ra nữa, tại vì bình thường á là ai đụng vào người anh hai con cũng không có chịu hết á. Khi nào á mà chơi trò chơi hoặc là anh hai của con cho thì anh hai của con mới cho đụng vô người thôi, chứ bình thường anh hai của con mỗi lần mà đụng vô tay hoặc là lỡ đụng vô chân á là anh hai của con bị nhột. Con cũng không có biết. Thế là con chưa biết gì về gọi là cái chị bạn bè hay cá nhân của anh hai con. Dạ. Nhưng mà con nghĩ là nếu bản thân con và anh hai con đi, dạ, độ tuổi bao nhiêu thì mình mới nên nghĩ đến chuyện là có tình cảm đi. Trong độ tuổi nhất định con tưởng tượng. Con nghĩ là anh hai của con là học tầm lớp 12 hoặc là lên đại học á. Tại vì mẹ của con với ba của con cũng không có cho yêu sớm. Có nghĩa là cực kỳ khó về vấn đề đó. Dạ. Vậy thì nếu như mình tham gia như một cái show. Dạ. Sẽ có hai bạn nữa cùng độ tuổi con. Và đối diện là sẽ là anh hai con và hai cái người anh chị cũng bằng độ tuổi của anh hai con. Dạ. Và mình chơi trò chơi với nhau. Thì con nghĩ là con sẽ chơi trò chơi gì thì sẽ thiên về phần thắng của con. Dạ, chơi trốn tìm. Mặc dù là con rất là nhiều trò chơi nhưng mà những trò chơi mà con biết á là đều nghiêng về những người mà kiểu mạnh hơn thôi. Còn con nghĩ trốn tìm á là con sẽ nhỏ hơn những anh chị và con có thể núp những cái chỗ nhỏ để mấy anh chị không có thấy con được. Mà con nghĩ là nếu như chơi thì con có quyết tâm để con thắng đội anh chị không? Dạ có. Dạ. Yeah. Và mình còn có những cái talk show, mình có những cái cuộc nói chuyện khẳng thắn với nhau để trao đổi được vấn đề gì đó. Thì con nghĩ con có quyết liệt để con thắng được cái chị đó không? Dạ có. Tại sao?
Vì lý do là cái miệng của con lúc nào cũng cãi thắng hết đó chú. Con có nhiều cãi thắng anh không? Dạ có. Có lúc á, anh hai của con thì cũng thích cái món đồ chơi đó. Con cũng rất là thích cái món đồ chơi đó. Ví dụ là một con gấu bông, là anh hai của con cũng khá là thích con gấu bông, con vịt mà con mua. Mà anh hai của con á, cứ đòi mẹ con mua hoài à, mà mẹ con không cho. Xong rồi mẹ con cho con mua, tại vì con mua bằng tiền tiết kiệm của con. Cái về nhà anh hai của con mượn á, con cũng cho. Xong rồi anh hai của con mượn, anh hai con chụp hình. Xong rồi anh hai của con á, quên trả con, anh hai của con ôm luôn. Anh hai của con để qua phòng, để qua giường ôm ngủ luôn. Xong rồi á, cái tối á, con thấy anh hai của con ôm ngủ á, mà con không biết là con vịt ở đâu. Con nhìn qua anh hai con, cái con thấy anh hai của con ôm con vịt, cái con rút con vịt ra, con để qua lại giường của con. Cái sáng hôm sau, anh hai của con hỏi, cái con kêu là ai biểu anh hai lấy con vịt mà em mới mua chi. Cái anh hai cũng ngồi anh hai cãi với con. Cái hai người cãi qua cãi lại, một hồi nữa con thắng. Vì lý do là con mua. Con nghĩ cái anh hai con có mua được con gấu bông đó không? Dạ không. Gõ nghe hồi con đi về bển còn gì? Lâu lâu thôi chú. Ok. Cảm ơn con. Dạ. Mời anh hai giúp chú nhé. Dạ anh hai của con tại vì học thêm. Chị đi mời mẹ nhé. Dạ. Mẹ đúng không? Dạ. Mẹ không ăn.